Hai cái nhân điền đảo. Kinh văn. A Nan Túc Tùng tọa khởi, đảnh lễ Phật túc nhì bạch Phật ngôn, ngã bối ngũ độn, háo vì đà văn, cư trừ lậu tâm, vị cầu xuất ly, mùng Phật từ hối, đắc tránh huân tu, thân tâm khoái nhiên, hoạch đạn nhiều ích. Việt dịch. Ông A Nan đi từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng lên đảnh lễ nơi trần Phật, mà thưa với Phật rằng, chúng con ngũ độn tham cầu đà văn, đối với các tâm hữu lậu trừ cầu thoát ly, nhờ Phật dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái được nhiều lợi ích. Giảng giải. Ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên đảnh lễ nơi chân Phật mà thưa với Phật rằng, chúng còn ngủ độn, đấy là sự học hỏi và phải nhờ vào trí nhớ của chúng ta tham cầu đa văn, đối với các tâm hữu lậu trừ cầu thoát ly. Chúng ta ưa đọc sách, học tập và nhớ nhiều. Chúng ta thông minh và hiểu biết nhiều, nhưng ngoài tư tưởng và hành động, chúng ta không còn nhận thấy gì khác. Thật sự mọi người chúng ta không muốn vượt khỏi ba cõi tam giới, không chú tâm thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy. Nay nhà Phật dạy bảo được lối huân tu chân chính, thân tâm khoan khoái được nhiều lợi ích. Phật chỉ dạy chúng ta cách thức tu tập, điều ấy khiến cho mọi người cảm thấy rất hạnh phúc, có được nhiều lợi lạc. Kinh văn. Thế Tôn, như thị tu chứng Phật Tam Ma Đà vị đáo Niết Bàn, Vân Hà danh vi, kiền huệ trì địa, tứ thập tứ tâm, trí hà tiệm thứ, đắc tu hành mục, chỉ hà phương sở, danh nhập địa trung, Vân Hà danh vi, đẳng giác Bồ Tát. Việt dịch. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng Pháp Tam Ma Đà của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm, đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa, thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Giảng giải. Bạch Thế Tôn, những người tu chứng Pháp Tam Ma Đà của Phật như thế, chưa đến Niết Bàn thì sao gọi là càn huệ địa? Bạch Phật, chúng con tu theo Pháp này và đạt được chánh định của Phật, nhưng trước khi đến Niết Bàn còn phải qua nhiều cấp khác nhau. Chẳng hạn, thế nào gọi là càn huệ địa? Trong 44 tâm đến thức bậc nào mới được danh mục tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa? Làm thế nào chúng con biết là mình đạt tới địa vị thập địa Bồ Tát, và thế nào mới gọi là đẳng giác Bồ Tát? Phần này sẽ giải thích trong các đoạn sau. Kinh văn. Tác thị ngũ dĩ, ngũ thể đầu địa, đại chúng nhất tâm, chữ Phật tử âm, trừ mông chiếm ngưỡng. Việt dịch. Nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời tư của Phật. Giảng giải. Sau khi ông A Nan nói lời ấy xong, năm vóc gieo xuống đất, A Nan cùng tất cả mọi người trong đại hội dùng năm vóc, tức đầu, đôi chân, đôi tay, cùng gieo xuống đất hành lễ. Cả đại chúng cùng một lòng chăm chỉ mong chờ lời tư của Phật. Mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Phật và chờ đợi Phật nói pháp. Quý vị thử nghĩ Phật sẽ nói gì? Kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn tán thán A Nan: thiện tai, nhữ đẳng nãi năng phổ vị đại chúng, cập chư mạt thế nhất thiết chúng sanh, tu Tam Ma Đà cầu đại thừa giả, tùng ư phàm phu trung đại niết bàn, huyền thị vô thượng tránh tu hành lộ, nhữ kim đế thính đường vị nhữ thuyết, A Nan đại chúng hợp trưởng khô tâm, mặc nhiên thọ giáo. Việt dịch. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen ông A Nan rằng: hay thay, các ông lại biết vị đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đà, cầu pháp đại thừa trong thời mà pháp. Xin ta chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính, từ phàm phu cho đến đại niết bàn. Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. Giảng giải. Lúc bấy giờ, tại đại hội rất đông người, cùng chăm chú chiêm ngưỡng, Đức Thế Tôn khen ông A Nan, nhận thấy A Nan và đại chúng rất thành tâm, do đó ngài nói: hay thay, các ông lại biết vị đại chúng và hết thảy chúng sinh tu Tam Ma Đà, cầu pháp đại thừa trong thời mà pháp. Ông muốn cùng mọi người tu học chứ không phải vì lợi lạc cho riêng mình. Ông hành động vì đại chúng nơi đây và cả những người muốn học pháp đại thừa sau này. Vì vậy ông xin ta chỉ trước đường tu hành vô thượng chân chính,
Từ phàm phu cho đến đại niết bàn, niết bàn là bất sinh, là tịch diệt. Ông chưa đạt đến những muốn, nhưng muốn biết cách thực hiện cho được. Này ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói, hãy hết sức chú ý, ta sẽ giảng giải cho ông. Ông A Nan và đại chúng chắp tay sạch lòng, lặng yên thọ giáo. Sạch lòng có nghĩa là trừ tất cả vọng tưởng, tạp niệm ra khỏi tâm thức, có năm loại kiến giải cần loại trừ là 1. Thân kiến, 2. Biên kiến, 3. Giới cấm thủ kiến, 4. Kiến thủ kiến, 5. Tà kiến, cùng với 5 nguyên nhân làm cho xì độn: 1. Tham, 2. Nhuế, 3. Vô minh, 4. Kiêu mạn, 5. Nghi. Như chiếc thuyền trống rỗng, họ vứt ra khỏi tâm trí mọi điều học hỏi và yên lặng lắng nghe Đức Thích Ca giảng giải. Kinh văn: Phật ngôn, A Nan đương trì diệu tánh viên minh, ly trừ danh tướng, bản lai vô hữu, thế giới chúng sanh. Việt dịch: Phật dạy A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, rời các danh tướng, bản lai không có thế giới chúng sinh. Giảng giải: Phật dạy A Nan, ông nên biết diệu tính là viên minh, bản lai vốn rất sáng suốt, rất màu nhiệm, nếu ra rời các danh tướng, như kinh Kim Cang nói, phàm là tướng sở hữu đều là hư vọng, nếu thấy tướng là phi tướng, ắt sẽ thấy Như Lai. Nếu chấp tướng, mọi sự việc quý vị thấy biết cũng đều là chấp trước. Căn bản là không có danh cũng chẳng có tướng. Vậy tại sao không có danh tướng? Đấy là vì bản lai không có thế giới chúng sinh. Chỉ vì chính con người gây ra ảo tưởng và tạo nghiệp mới hình thành thế giới báo ứng của chúng sinh như vậy. Kinh văn: Nhân vọng hữu sanh, nhân sanh hữu diệt, sanh diệt danh vọng. Việt dịch: Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt, sinh diệt gọi là vọng. Giảng giải: Nhân cái vọng mà có sinh, nhân cái sinh nên có diệt. Nếu không có sinh, sẽ không có diệt, sinh diệt gọi là vọng. Cái sinh sau khi sinh, cái diệt sau khi diệt, mọi sinh diệt đó đều là hư vọng, nó không thực có. Kinh văn: Diệt vọng danh chân, thị xưng Như Lai, vô thượng bồ đề, cập đại niết bàn, nhị chuyển y hiệu. Việt dịch: Diệt vọng gọi là chân, đấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Giảng giải: Diệt vọng gọi là chân, khi đạt được chân như của tự tánh, ông sẽ đạt được Phật tánh. Đấy gọi là hai hiệu chuyển y vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Như Lai. Một đằng là chuyển khổ đau đến bồ đề, và một là chuyển sinh tử vào niết bàn. Kinh văn: A Nan, nhữ kim dục tu, chân tàng bà địa, trực nghệ Như Lai, đại niết bàn giả. Tiền đường thức thử, chúng sanh thế giới, nhị điên đảo nhân, điên đảo bất sanh, từ tắc Như Lai, chân tàng bà địa. Việt dịch: A Nan, nay ông muốn tu pháp chân tàng bà đề, đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đấy là chân tàng bà đề của Như Lai. Giảng giải: A Nan, này ông muốn tu pháp chân tam mà đẻ đến thẳng đại niết bàn của Như Lai, ông muốn tu pháp đại bồ tát và đại chánh định, ông muốn tiến đến địa vị Phật và được bốn đức thường lạc ngã tịnh, trước hết phải biết hai cái nhân điên đảo của thế giới và chúng sinh này. Điên đảo không sinh, đây là chân tam mà đẻ của Như Lai. Có thể nhận thực nhân điên đảo và tránh không để sinh khởi, đấy là chánh định của Phật. Kinh văn: A Nan, vân hà danh vi, chúng sanh điên đảo. A Nan, do tánh minh tâm, tánh minh viên cố, nhân minh phá tánh, tánh vọng kiến sanh, tùng tất cánh vô, thành cứu cánh hữu. Việt dịch: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh, và tánh minh ấy viên mãn khắc cùng, do đó nên nhân tánh minh phát ra, mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra, từ rốt ráo là không lại thành rốt ráo là có. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo của chúng sinh? A Nan, do cái tâm bản tánh là minh, và tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, tánh vốn sáng rỡ và biến chiếu cùng khắp, do đó nên nhân tánh minh phát ra, mà vọng kiến nhận là có tánh sinh ra. Vì mê lầm không nhận được bản tánh viên mãn sáng suốt nên sinh ra các thứ hư vọng, biến thành vô minh. Vô minh là một loại ảo tưởng, là sự mê muội, do đó nên nghiệp sinh khởi, sinh và tử cũng thành hiện hữu. Do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Quan điểm này đã được luận đến trong phần đầu của bản kinh. Một khi từ chân khởi vọng thì nghiệp chướng liền sanh khởi,
cùng với nghiệp chướng là chuyển tướng và sau cùng là năng kiến tướng. Tam tế tức tướng trạng cực kỳ vi tế. Một nghiệp chướng, hai chuyển tướng, ba năng kiến tướng. Từ tam tế duyên với cảnh giới của hiện tướng mà sinh sáu loại mê tướng, tức lục thô như sau. Một trí tướng, tức trí tuệ của thế gian. Hai tương tục tướng, mọi sự đều diễn tiến không ngớt. Ba chấp thủ tướng, bốn kế danh tự tướng, năm khởi nghiệp tướng, sáu nghiệp hệ khổ tướng. Từ tôn giáo là không, lại thành tôn giáo là có, đấy là sự biểu hiện của tam tế, cũng từ vọng niệm sai lầm nên mới hiện diện như vậy. Kinh văn: thử hữu sở hữu, phi nhân sở nhân, trụ sở trụ tướng, liễu vô cằn bồn, bồn thử vô trụ, kiến lập thế giới, cập chư chúng sanh. Việt dịch: có cái sở hữu như vậy là do phi nhân làm nhân và những tướng năng trụ sở trụ, tôn giáo không có cội gốc, đoạn lại từ cái gốc vũ trụ ấy mà kiến lập nên thế giới và các chúng sanh. Giảng giải: có cái sở hữu như vậy, sở hữu ở đây đều là do vô minh, vì do một vọng niệm mà dấy lên tam tế, do tam tế phát triển thành lục thô. Mọi sở hữu đều hiện hữu nhưng là do phi nhân làm nhân, nhân là nương theo. Tại sao gọi là phi nhân? Vì mặc dù tam tế được biết là khởi từ vô minh, và vô minh thì không có thực thể, do đó nó không phải là chỗ nương tựa đáng tin cậy. Và những tướng năng trụ sở trụ rốt ráo không có cội gốc, từ vô minh hư vọng nên có chúng sanh, do đó những tướng năng trụ sở trụ đều đẻ nương tựa, nhưng lại dựa vào cái gốc vô minh không an trụ ấy thành lập thế giới và các chúng sanh. Như vậy sự hiện hữu đó là bất thực, hoàn toàn trống rỗng và hư vọng. Kinh văn: mê bổn phiền minh, thị sanh hư vọng, vọng tánh vô thể, phi hữu sở y. Việt dịch: vì mê không nhận ra tánh về mình vốn có nên sinh ra hư vọng, tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Giảng giải: vì mê không nhận ra tánh viên mình vốn có nên sinh ra hư vọng, mê là hư vọng sinh ra từ chân tánh. Đối với Như Lai tạng tánh thực sự không có danh, không có tướng, khi vô minh sanh thì đầy rẫy vọng động. Từ vọng động, con người không còn nhận ra tánh giác ngộ, tựa như đánh mất đi căn nhà của chính mình vậy. Tánh hư vọng không có tự thể, không phải là có chỗ nương tựa. Hư vọng tự nó không phải là thực chất, nó chỉ là hư tưởng không thực. Do vậy vô minh không phải là thực chất nên tam tế cũng chẳng có căn để thực sự. Kinh văn: tương dục phục chân, dục chân dĩ phi, chân chân như tánh, phi chân cầu phục, uyển thành phi tướng. Việt dịch: muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì hiển thành những phi tướng. Giảng giải: muốn cầu trở lại chân tánh thì cái muốn chân thật đó đã không phải là tánh chân như chân thật. Về căn bản, vô minh không có thực chất riêng biệt, do đó tam tế thực sự cũng chẳng có cội gốc thực sự gì. Vậy nên thực là sai lầm nếu ông quyết định muốn quay trở lại với chân lý, quay trở lại căn cội để tìm kiếm chân lý, ông sẽ càng khởi thêm hư vọng. Nếu muốn trở lại với chân tánh, ông đừng ra thêm sự sáng và tánh giác ngộ, đừng gắn thêm cái đầu đã có, đừng tìm con lừa khi đang cưỡi lừa, cầu trở lại không đúng chân lý, đừng truy tìm chân lý ông có. Tốt hơn hết, ông chỉ cần hóa giải vô minh, đó chính là chân lý, không nhất thiết phải tìm kiếm gì khác. Lý do ông không nắm bắt được chân lý là vì ông đang giữ chặt lấy vô minh. Nếu biết vô minh không có thực chất thì ông đừng khởi vọng tưởng, đừng kiếm tìm chân lý. Khi vô minh diệt thì pháp tánh tự nhiên hiển thiện, hiển thành những phi tướng. Không tìm chân lý hoặc loại trừ vọng tưởng, cần thiết là phải phá vỡ vô minh. Như vậy tự tánh giác ngộ sẽ tức thì hiện hữu. Nhưng nếu vô minh chưa phá mà vẫn kiếm tìm chân lý thì khác nào bỏ gốc nắm lấy ngọn. Một khi vô minh diệt thì tam tế cũng biến mất, cả lục thô cũng vậy. Kinh văn: phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp, chuyển chuyển phát sanh, sanh lực phát minh, huân dĩ thành nghiệp, đồng nghiệp tương cảm, nhân hữu cảm nghiệp, tương diệt tướng sanh, do thị cố hữu, chúng sanh điền đảo. Việt dịch: không phải sinh, không phải trụ, không phải tâm, không phải pháp, xoay phần phát sinh và sinh lực phát huy, huân tập thành ra nghiệp báo,
đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó mà cảm giác các nghiệp diệt nhau sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh. Giảng giải không phải sinh, là tướng sinh của vô minh, không phải trụ, chỉ nghiệp thức, đấy là thức thứ 8, không phải tâm, chỉ về kiến phần, không phải pháp, chỉ về tướng phần. Những vô minh nghiệp thức và kiến phần, tướng phần đều không có căn, để không có thực chất, sự hiện hữu của chúng chỉ là giả tạo, không phải thực pháp, do đó nên xoay vần phát sinh. Điều đó như sự liên hệ giữa mắt tai mũi lưỡi thân và tâm vậy, và sinh lực phát huy huân tập thành ra nghiệp báo, sự liên tục sinh khởi và chuyển chuyển làm phát huy sinh lực, càng phát triển càng hiển hiện, do đó mà mọi hoặc nghiệp khổ càng nhiều càng mạnh mẽ. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, do các quan hệ hỗ tương nên cùng diệt nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh, các chúng sinh điên đảo vì vọng tưởng của chính mình. Kinh văn: A Nan, vân hà danh vi thế giới điên đảo, thị hữu sở hữu phần đoạn vọng sanh, nhân thử giới lập, phi nhân sở nhân, vô trụ sở trụ, thiên lưu bất trụ, nhân thử thế thành, tam thế tứ phương hòa hợp tương thiệp, biến hóa chúng sanh thành thập nhị loại. Việc dịch: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà giới thành lập. Do phi nhân làm nhân không có năng trụ sở trụ nên rời đổi không dừng, nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đầy bốn phương hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? A Nan, ta sẽ giảng về sự điên đảo của thế giới. Ông lắng nghe. Do có cái sở hữu đó, đó chỉ sự vô minh, cái sở hữu là thân vọng tưởng của chúng sinh, nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra. Vô minh và chúng sinh, phần là chỉ căn thân của chúng sinh, đoạn là chỉ đời người từ sinh đến tử. Nhân vì vô minh, bất giác, nên chúng sinh cứ mãi trôi lăn theo nghiệp, vọng tưởng là có sinh có tử. Có căn thân giả tạo, vì thế mà giới thành lập. Do phi nhân làm nhân không có năng trụ sở trụ, nên rời đổi không dừng. Vô minh là vô căn, là hư trống, nó không có thực chất. Phi nhân cũng là vô minh, nó không phải là cá nhân thực sự, chỉ vì vọng tưởng nên sinh ra thế giới. Do đó thế giới cũng là hư trống không thực, nó không có cảnh tướng thường trụ, cảnh tướng của nó chỉ là hư vọng, luôn thay đổi không dừng. Nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đời bốn phương, mọi ảnh hưởng hòa hợp đều tạo nên thế giới. Thế giới có ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Bốn phương là bốn hướng trong không gian, hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Đấy là nhờ vào các động lực khác nhau. 12 loại chúng sinh sẽ giảng giải phần sau. Kinh văn: Thị cố thế giới, nhân động hữu thanh, nhân thanh hữu sắc, nhân sắc hữu hương, nhân hương hữu xúc, nhân xúc hữu vị, nhân vị trì pháp, lục loạn vọng tưởng, thành nghiệp tánh cố, thập nhị khu phần, do thử luân chuyển. Việt dịch: Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, nhân tiếng nên có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng cảm loạn thành ra nghiệp tánh, 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Giảng giải: Vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, do có động nên sinh ra âm thanh tiếng vang, nhân tiếng nên có sắc, khi có tiếng vang thì liền có sắc, nhân sắc có hương, sắc tác động làm khởi hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng cảm loạn thành ra nghiệp tánh. Sáu cảnh ở đây là sắc thanh hương vị xúc pháp. Cả sáu loại vọng tưởng ấy được xem như những tên trộm cắp, chúng tạo nghiệp rất mạnh, và 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Đấy là nguyên nhân tựu thành 12 loại chúng sinh, do nghiệp triều cảm, nghiệp quả, lại từ quả báo thọ sinh 12 loại, sống đây chết đó, luôn chuyển trong các nẻo, đến không bao giờ dứt. Kinh văn: Thị cố thế gian, thành hương vị xúc, cùng thập nhị biến, vì nhất lữ phục. Việt dịch: Do đó trong thế gian, những thành hương vị xúc biến đổi tột cùng đến 12 lần phần trở lại. Giảng giải: Do đó trong thế gian, những thành hương vị xúc, đấy là 6 trần sắc thành hương vị xúc pháp, biến đổi tột cùng đến 12 lần xoay trở lại.
Sau khi biến đổi, chúng lại tiếp tục biến đổi đến cùng tận đến 12 cách thì xoay trở lại cách ban đầu. Dấu trần ở đây là duyên tạo nghiệp, nghiệp tánh là nhân của luân hồi. Do nhân duyên hòa hợp sinh ra hư vọng, luân hồi không dứt, do vậy nên thường có chúng sinh. Ha ha ha, 问什么的说呵。